Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái series về lập trình Android 2, AND102. Thì chúng ta sẽ làm cái bài này. Thì đối với cái bài này thì chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sử dụng cái cơ sở dữ liệu SQLite để chúng ta thực hiện nhé. Thế thì đầu tiên chúng ta cần phải mở cái Android Studio ra, chúng ta sẽ tạo một cái dự án mới. Thì đối với nội dung của cái bài này thì thực tế là chúng ta sẽ thực hiện cái việc cả cái bài này thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc chúng ta đây, nó sẽ có cái hình ảnh như thế này, tức là chúng ta sẽ thêm dữ liệu vào đây đúng không, thêm sửa xóa dữ liệu như thế này. Và thế bây giờ thực hiện thì ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ tạo một cái dự án new project này, các em chọn next và chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục này đi. Đấy, các bạn có ghi là AND102. Đấy, init. Thế thì bước đầu tiên thì các bạn thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta thiết kế giao diện như thế này đúng không? Thiết kế giao diện. Thế thì để cho nhanh thì chúng ta sẽ ở dưới này sẽ là một cái list view đúng không? Ba cái button. Ở đây ta sẽ có trường title, content, date và trường type đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thực hiện các bạn có thể tạo một cái package mới như là demo 1, sau đó tạo một cái activity demo 11. Cái này lỗi thì chúng ta import. Rồi. Và các bạn là cho cái activity mới nên chúng ta trở thành cái activity là nó là main đúng không? Nên là chu này. Đấy, các bạn sẽ đưa cái này vào đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho nó, thì các bạn sẽ tạo các cái trường dữ liệu 4 trường 1, 2, 3, 4 mà cùng lắm các bạn có thể cho 5 trường được cả ID đúng không? Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế một cái model. Một cái model chẳng hạn. New Java class, chúng ta có thể đặt tên nó là là khóa học. Ví dụ thế. Thì trong khóa học này chúng ta sẽ được thực hiện một số những cái ví dụ như là ta có private đúng không? In. Các bạn ghi là ID. Private đúng không? String. Title đúng không? Private đúng không? Content. Như vậy ta đã tạo xong cái model đúng không? Chúng ta generate các cái constructor này, nhấn phải chuột chọn generate cái constructor không có tham số và chúng ta getter and setter đúng không? Generate này, getter and setter. Như vậy xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thiết kế giao diện đúng không? Sẽ có các cái giao diện ví dụ như là ID, name, type, date, content chẳng hạn đúng không? Chúng ta sẽ kéo vào đây. Có lẽ là chúng ta sẽ edit text. Rồi. Như là demo 11 TT ID. ID này. Tiếp tục Ctrl C Ctrl V.
kéo đây, chúng ta sẽ đặt là title. Đó. Đấy. Xong Ctrl C, Ctrl V tiếp, kéo đây, các bạn ghi là content. Kéo tiếp đây, các bạn ghi tiếp là date. Rồi Ctrl C, Ctrl V, các bạn ghi là time. Rồi bây giờ kéo cái button vào đây đúng không, button thêm sửa xóa là demo 11 btn thêm thêm đấy, không copy. Rồi kéo đây, kéo thành sửa nhé. Rồi lại copy, sửa, ta sửa cái chỗ này thành sửa luôn đúng không? Tiếp tục Ctrl C, Ctrl V này, các bạn kéo sang đây và để trở thành xóa. Tiếp tục ta sẽ kéo một cái lead view. Rồi các bạn ghi là demo 11 lead view. Rồi, thế đẹp rồi. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ ánh sáng vào phần code đúng không? Các bạn close hết cái này đi. Các bạn ghi ở đây là sẽ có trường là edit text txt id txt title đúng không? Txt content txt date và txt time. Button ta có btn thêm sửa xóa và có list view. List view. Vậy chúng ta ánh xạ đúng không? Txt id bằng title. Rồi txt content rồi txt date rồi, như vậy ta đã ánh xạ xong. À còn lead view nữa không? BTN.
Như vậy ta anh xạ xong rồi nhá. Rồi làm gì nữa? À, sau khi làm xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ta đưa cái nào, bây giờ ta sẽ thực hiện cái việc insert vào cái cơ sở dữ liệu, đúng không? Chúng ta sẽ viết thêm một cái lớp vào đây. Các bạn có thể đặt tên nó là DB helper. Và chúng ta sẽ extend từ cái SQLite Open helper. Nó bắt chúng ta implement cái này. Và chúng ta sẽ có một cái nhấn phải chuột là nữa. Chọn generate này. Chọn constructor, các bạn có thể chọn một cái constructor nào đấy. Ví dụ cái này ngắn nhất này. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta xóa bớt cái này đi. Name thì các bạn ghi là cái gì nhỉ? DB đúng không? Factory là null. Version là 1. Đấy, như vậy cái dòng này được gọi là tạo cơ sở dữ liệu này. Rồi. Bây giờ đến phần tạo bảng dữ liệu thì chúng ta sẽ viết cái câu lệnh tạo bảng ở đây, đúng không? Đấy, câu lệnh tạo bảng này. Thì chúng ta nếu chúng ta không nhớ thì chúng ta có thể lên đây gõ cái SQLite online. Sau đó ta vào đây, ta gõ cái câu lệnh vào đây. À, nhìn tối quá nhỉ. Chắc lại ra cái màu tối thế này nhỉ. Cho cái màu màu này đi. Đấy. Cho sáng sủa đúng không? Thì các bạn sẽ ghi là create table đúng không? Tên bảng ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái bảng, ở đây ta đặt cái tên nó là bảng gì nhỉ? Khóa học đúng không? Thì ta ghi là khóa học. Đúng không? Khóa học này. Chúng ta sẽ mở ngoặc, đóng ngoặc như này. Thế được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là có ID đúng không? Chúng ta sẽ có integer primary key. Rồi. Tiếp theo ta sẽ có trường title. Title. Thì các bạn ghi là text đơn giản đúng không? Trường content text. Trường tiếp theo là trường gì? Date time đúng không? Date. Và trường time integer. Đúng không? Như vậy ta tạo cái này xong, các bạn có thể chạy thử để kiểm tra xem là nó có chạy đúng không. Nếu mà nó tạo thành một cái bảng khoa học thì chứng tỏ là câu lệnh này đúng. Bạn copy câu lệnh này. Và chúng ta paste vào đây. Ta có này, string SQL sẽ bằng Ctrl V. Kệ nó thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có SQLite database.hsql. Thì câu lệnh được gọi là câu lệnh tạo bảng nhé. Tạo bảng này. Dữ liệu. Bây giờ ta insert dữ liệu thì ta sẽ có string này. Insert data. Đó. Thì các bạn có thể insert, bạn đưa một số những cái vào đây. Thế thì ở đây chúng ta insert thì bạn có thể xóa các lệnh ra, chúng ta insert into khóa học. Đúng không? Ở value. Đấy, ví dụ như value thứ nhất là value 1 này đúng không? Là title 1. Một này.
Rồi. Title content date. Title 1 content 1 date 1 ví dụ thế. Thế còn cái trường này. Title content date là trường trạng thái là 0. Đúng không? Và chúng ta có thể copy thêm cái này thêm vài dòng vào đây. Đấy. Chỗ này sẽ có là 2, đúng không? 1 chẳng hạn. Title 2, content 2, date 2. Các bạn có thể thay đổi ngày tháng gì tùy các bạn nhé. Cái 3 này. Title 3. Content 3. Date 3. À, rồi. 0 này, 1 đi. Trạng thái mà. Thì các bạn có thể chạy thử nhé. Cái chỗ này bỏ đi. Rồi, các bạn chạy thử xem. Ấy, chả chả. Không vào. Lỗi cú pháp. À, thiếu value. Value đây rồi. 1 này. Rồi. Xong phẩy. Cái thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, thế có gì sai nhỉ? Interest into khóa học value. Copy cái này. Đấy, insert được rồi này, đúng không? 3 cái được rồi. Như vậy là câu lệnh này đúng rồi, người ta câu lệnh xong thì ta paste vào đây. Paste vào đây nhá. Kệ nó. Rồi. Và chúng ta cũng thực thi câu lệnh insert thì bằng cách là chúng ta sẽ có SQL và database đúng không? Chấm và chọn cái insert data vào đây nhé. Thế còn cái phần cuối cùng thì chúng ta sẽ thực hiện là cái này là trường hợp là version cũ version mới hả? Ta có, nếu mà upgrade thì ta sẽ có SQLite database chấm cái này đúng không? Ta có drop table if đúng không? Exit khóa học. Đấy. Tức là xóa bảng cũ tạo bảng mới đúng chưa? Và chúng ta sẽ gọi lại cái bảng đó là on create SQLite database. Đấy, nếu trường hợp mà cũ mới nó như thế này, các bạn có thể ghi là if mà cái i mà nó không giống với i1 thì ta mới làm việc đó nhé. Cắt cái này vào đây. Rồi, thì xóa cũ tạo mới nhé. Cái này là tạo bảng dữ liệu này. Còn này là xóa cũ tạo mới. Xong rồi. Thì đây là cái phần helper. Tiếp tục chúng ta viết cái phần các cái câu lệnh thêm sửa xóa vào đây. Chúng ta sẽ có new Java class. Chúng ta sẽ ghi là khóa học down data set object đúng không? Chúng ta sẽ có này private đúng không? DB helper, DB helper private đúng không? SQLite database. Rồi, chúng ta sẽ có public này, tên khóa học DAO, chuyển vào đây cái context. Thì ta có DB helper. Sẽ bằng new đúng không? DB helper. Chuyển context vào đây. Đây là gọi câu lệnh tạo đúng không? Gọi lệnh tạo DB. Tức là khi cứ gọi khóa học DAO là sẽ gọi lệnh tạo DB đúng không? Và database sẽ bằng DB helper chấm get get variable cho phép ghi này đúng không? Variable database. Rồi.
Rồi ok, bây giờ ta sẽ thực hiện cái việc chúng ta thêm khoa học nhé. Thêm khoa học thì chúng ta sẽ viết vào đây. Chúng ta sẽ có public này. Long chẳng hạn. Add khóa học. Các bạn sẽ thêm là khóa học và khóa học ở đây. Ta có content value value bằng new content value đúng không? Ta sẽ có value chấm put key là các key là id này đúng không? Là khóa học chấm get id value chấm put cái thứ hai là title đúng không? Khóa học chấm get title cái thứ ba là value chấm put cái này là content. Chúng ta sẽ có khóa học chấm get content đúng không? Cái tiếp theo chấm put là date, ta có khóa học chấm get date. Cuối cùng chúng ta sẽ có value chấm put là time, ta có khóa học chấm get time. Rồi ok, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ đặt là kiểm tra xem là cái thằng này đúng không, ta sẽ có database chấm in thì insert đúng không, tên bảng là gì, là khóa học đúng không, điều kiện là không có và dữ liệu là về gì value đúng không, nếu thằng này được bao nhiêu thì ta return cái thằng check rồi đấy. Như vậy câu lệnh insert đây, câu lệnh là insert, insert một bản ghi đúng không, bên lệnh delete này, delete này ta sẽ có public long, ví dụ ta có delete khóa học, ta có chuyển đây cái in là id, tương tự ta sẽ có long, chỗ này là check đúng không, bằng database chấm đen gì delete bảng là gì khóa học đúng không, điều kiện là ta sẽ có ID đúng không, bằng hỏi chấm là cái tham số sẽ truyền vào đúng không, vậy tham số truyền vào thì chúng ta sẽ có new string đúng không, new string ta sẽ có string chấm value of ID đấy. Rồi và chúng ta sẽ return cái hàm check đúng không, đây là hàm về xóa, đây là hàm về sửa, hàm xóa này, hàm sửa này, chúng ta sẽ có public đúng không, long là update khóa học, ta ghi khóa học ở đây, khóa học ở đây. Update thì chúng ta sẽ có content value. Thực ra là các bạn lấy y xì cái phần trên như phần insert thôi. Có điều là chúng ta sẽ sửa một chút là đây lệnh gì up thì update, và update thì sẽ có điều kiện đúng không? Update thì cái điều kiện của nó sẽ là cái này. Thực ra hai tham số nó sẽ là như này. Điều kiện thì đây ID bằng hỏi chấm đúng không, và cái này sẽ là new string đúng không, ở đây chúng ta sẽ có là khóa học chấm get ID và chúng ta ghi là string chấm value of của khoa học chấm ghét ID đấy. Xong rồi thì đây là câu lệnh về chúng ta update khoa học đúng không, bây giờ chúng ta sẽ câu lệnh select
select này. Đó, thì ta sẽ có public, sẽ có array list chẳng hạn. Các bạn sẽ truyền lên một cái là khóa học. Ok chưa? Get list khóa học. Rồi. Thì chúng ta sẽ có array list nó khóa học. List sẽ bằng new array list. Tiếp theo ta có database. Sẽ nhận giá trị bằng db helper.get read able database. Thế thôi đúng không? Get read able database. Xem nào, cái này nó sẽ có những cái phần nào. Bây giờ ta sẽ tạo một cái gì bây giờ nhỉ? Try catch đi nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ có này, con trỏ này. Rồi, sẽ bằng database. Chấm raw query của select sao from khóa học. Và cái điều kiện của nó là null, không có điều kiện gì cả. Đấy. Như vậy ta truy vấn đấy, hiểu không? Còn kiểm tra nếu như mà cái con trỏ chấm get cao mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ trở về con trỏ đầu tiên, tức là chấm move to first. Rồi, move to first. Sau đó ta do while, đúng không? Do while là điều kiện của nó. Trường hợp này là chấm move to next. Đấy. Tức là chuyển đến bản ghi tiếp theo, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đây cái list chấm add cái new của khóa học. Và sẽ có các trường như sau. Trường thứ nhất, trường ID này. ID thì sẽ có người này, chấm get in. Trường đầu tiên là trường số 0. Và tiếp theo ta sẽ có get string là trường số 1. Trường số 1 là trường title. Trường số 2 là trường content. Trường thứ 3 là trường date. Trường thứ 4 là trường trường tai, đúng không? Đấy. Rồi, thế là chúng ta xong, đúng không? Cuối cùng chúng ta sẽ đọc xong thì chúng ta sẽ return cái list đấy. Get này. Get exception. Đây. Rồi. Log chấm e. Rồi. Cuối cùng chúng ta return. Rồi, đấy. Đây là câu lệnh select. Thế nhưng mà câu lệnh này thì chúng ta thực hiện nó sẽ hơi bị nó chuyển cái này sang cái đây là câu lệnh chúng ta lấy tất cả các danh sách của một cái của khóa học, đúng không? Ok, đây là lấy danh sách của khóa học này, xong rồi.
Như vậy xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay về cái phần main nhé. Main thì chúng ta làm như làm cái gì thì ta sẽ có một cái list trước. Chúng ta sẽ có này một cái array list đi. Array list string đúng không? String này list bằng new array list nhé. Và chúng ta sẽ có một cái list khách hàng trước, có một list khách hàng nữa là array list, cái này được gọi là khóa học, là list kh bằng new array list. Rồi đến đây ta đọc này dữ liệu này, đến đây ta sẽ đọc dữ liệu như sau. Ta sẽ có khóa học ở đây, khóa học rồi cũng bằng new khóa học đi. Đến đây chúng ta sẽ thực hiện khóa học, à thôi bình tĩnh, khóa học down đi, khóa học down và khởi tạo thì cái khóa học down này sẽ bằng new khóa học down. Chúng ta sẽ khai báo ở đây là contest bằng zip, cho nên chúng ta chuyển lại contest. Rồi chúng ta sẽ có list khách hàng chấm clear, xóa trước đi đúng không, list cũng chấm clear trước đi. Đấy. Bây giờ ta sẽ có list khách hàng sẽ bằng khóa học down chấm get list khóa học. Đúng. Như vậy nó trả về cái dạng là list khóa học. Bây giờ ta sẽ có for này, cái khóa học kh nhé. Nó sẽ in cái list kh đúng không, và chúng ta sẽ có list cái này này chấm s, cái này ta chuyển thành chuỗi thôi nhé. Ta sẽ có kh chấm get id nối với kh.get title, rồi nối với kh.get content, nối với kh.get kh.getdate và đối với kh.getTime nhé. Đấy. Thì mỗi lần chúng ta thêm cái này vào này, đúng gì nhỉ? Ta add cái list này vào. Đấy. Rồi, thế là xong. Như vậy ta có cái list mới rồi. Thì ta sẽ có này. Có array adapter đúng không? Array adapter truyền là gì, string adapter bằng new array adapter, ta chuyển là contest đúng không, r.layout android gì và chúng ta chuyển cái list vào đây. Rồi. Đó. Đây là cái adapter đúng không? Cuối cùng chúng ta sẽ có list view. Chấm set của cái set a list view chấm set adapter, chuyển lại adapter. Rồi. Và ta thực hiện một số cái thao tác khác, ví dụ ta sẽ có btn
thêm chấm set on click signal new btn sửa chấm set on click signal sửa btn xóa. Rồi đấy, vậy mà chúng ta chạy thử để xem là nó có lên không. À, lỗi gì rồi? Cái lỗi này. Đấy, như vậy nó thêm ba cái này đây này, vì chúng ta chạy câu lệnh rồi, như vậy thêm rồi đúng không, thêm rồi. Rồi ok, thế bây giờ muốn muốn sửa thì làm nào? Chúng ta sửa này, câu lệnh sửa này, thêm một cái mới thì ta làm thế nào? À, thêm một cái mới thì các bạn sẽ làm như sau. Thêm này, chúng ta sẽ phải lấy cái ta sẽ có này, khóa học, đúng không? Khóa học bằng new khóa học, và chúng ta sẽ add khóa học chấm set id, đúng không, là text id chấm get get text chấm toString, nhưng mà thằng này nó lại phải là integer chấm parser in. Rồi tiếp theo là khóa học chấm set title, đúng không, là text title chấm get text chấm toString. Rồi khóa học set content content chấm get text chấm toString, khóa học chấm set date, đúng không, text date chấm get text chấm toString, khóa học chấm set type, đúng không, là integer chấm parser in text type chấm get text chấm toString. Đấy ách giả, cái này là cái gì đây, get type không được, wait, get in, get type ở đây là cái gì đây, type là kiểu in mà. Nó lỗi gì này? In một tham số, đúng method hai tham số, qua tham số đi. À set chứ nhỉ? Nhầm. Rồi. Như vậy xong rồi, chúng ta sẽ có này. À, khóa học down chấm s khóa học chuyển đây cái khóa học, như vậy ta thêm vào đúng không? Sau khi thêm xong thì ta có cái list khách hàng chấm clear, và cái list của chúng ta cũng chấm clear, xóa nó đi, sau đó gọi lại list khách hàng, đúng không, sẽ bằng cái khóa học down chấm get list khóa học, chúng ta lại thực hiện lại for cái đoạn trên, đúng không, đoạn này. Bạn có thể viết thành một cái hàm cho nó nhàn nhé. Đoạn này. Nhé. Và xong rồi thì ta sẽ có adapter chấm notify data set chain. Bạn thêm vào, chạy vào. Ví dụ như là bây giờ số 4 đi.
4 này, đó. Ô sao lại. Thôi được rồi, cái này cũng được, kệ nó nhé. Cứ là insert được. Cái chỗ này thì phải chuyển thành 1 0 gì đấy. Rồi, thêm vào đây. Đấy, thêm vào đây đúng không? Số 4 ở đây. Ok rồi nhé. Như vậy đã thêm được rồi. Thế bây giờ đến sửa xóa thì sao? Thì đây là cái phần thêm, phần xóa dễ hơn thì có lẽ ta làm trước, phần sửa cũng được, xóa dễ hơn đúng không? Xóa này thì chúng ta sẽ có in ID. Là integer.parser, parser in của txt id.get text.toString. Rồi, đây là lấy sang kiểu in, ta sẽ có khóa học down.delete khóa học chuyển lại id nhé. Dù mà chúng ta cũng thực hiện như cái đoạn trên, copy cái đoạn này xuống, notify dataset trên. Rồi, đây là xóa đúng không? Các bạn chạy thử. À, nhưng mà bạn phải nhập cái ID vào đây. Ví dụ thầy muốn xóa cái ID số 4 nhé. Xóa. Rồi, ok rồi. Thế còn sửa. Sửa thì là năng hoàng hơn một chút. Có từng sửa này. Ở đây chúng ta cần lấy một đối tượng để chúng ta sửa này, chúng ta sẽ lại có một đối tượng khóa học. Khóa học bằng new khóa học đúng không? Sau đó chúng ta sẽ cập nhật cái khóa học .set ID gì gì đấy. Cái đoạn này như trên này, như cái phần in này này. Cũng làm như đoạn này. Rồi. Và chúng ta sẽ có khóa học .update khóa học đúng không? Ta có khóa học chấm à không phải nó gọi là cái gì nhỉ, khóa học down chấm update khóa học rồi và chuyển khóa học vào đây. À, update cơ mà. Rồi xong lại copy cái đoạn trên đó này đúng không, đoạn này. Rồi các bạn có thể chạy thử. Bây giờ sửa đúng không? Thì chúng ta sẽ sửa nhé. Cái 1 này này. Ta sửa cái 1 này. Đúng không? Thế còn cái đoạn dưới này thì sửa thành số 0 nhé. Sửa cái 2 đi. Đoạn dưới này là sửa thành số 0 này. Số 0 nhé. Thì bạn để ý cái dòng này này. Dòng số 2 này sẽ có thay đổi nhé. Thay đổi rồi đúng không? Như vậy ta thêm sửa xóa thành công nhé. Đấy là cái bài code của cái phần cái bài số 1 này đúng không? Và ta đã làm xong. Cơ bản thế. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng cái gì? Xây dựng cái phần helper này để tạo cơ sở dữ liệu này đúng không? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng cái lớp này đúng không? Và ta xây dựng cái phần thêm sửa xóa ở đây. Được chưa nhỉ? Rồi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ viết cái phần main ở đây. Bài nó cũng khá dễ nhưng mà nó sẽ hơi dài đúng không? Chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta phải theo dõi thì mới kịp được. Ok, chúng ta tạm dừng đây nhé.